Sau kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử nhằm phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19, sáng nay nhiều địa phương đã chính thức cho học sinh sinh viên đi học trở lại. Theo đó, căn cứ công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dựa trên tình hình thực tế, Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng quyết định cho sinh viên quay lại học tập trung từ ngày 4 tháng 5. Đồng thời, mọi công tác phòng chống dịch khử khuẩn, sát trùng khuôn viên lớp học, chuẩn bị cho đón sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh Đại học Kinh tế Quốc dân về học tập trung tại trường đã hoàn tất. Điều đặc biệt khiến sinh viên các trường được phen ghen tị với hội New Year chính là tuy vào buổi sáng mùa hè tháng 5 quay lại trường sau kỳ nghỉ dài bất tận, nhưng các bạn ấy vẫn được check-in khung cảnh mùa xuân trong khuôn viên trường, được các thầy cô chúc Tết, thậm chí còn được nhận cả lì xì may mắn. Hôm nay ngày 4 tháng 5, đồng loạt học sinh sinh viên nhiều tỉnh thành trên cả nước cùng đến trường sau thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, hơn 30 địa phương đồng loạt cho học sinh tất cả các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông đi học lại. Các nơi khác đều thực hiện việc tổ chức đến lớp theo các giai đoạn cho từng khối cấp, ưu tiên cho các lớp lớn hơn để đảm bảo không diễn ra tình trạng tập trung học sinh quá đông. Ở Hà Nội, sáng nay, tất cả học sinh các lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tấp nập trở lại trường. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, học sinh lớp 9 và lớp 12 được bố trí đến lớp sớm. Các cấp học khác sẽ đi học lại theo từng giai đoạn mà Ủy ban nhân dân thành phố đã lên kế hoạch. Ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên các trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Y Dược, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng đi học lại từ ngày hôm nay. Để kịp đến lớp, sinh viên đã khăn gói từ quê vào thành phố sớm và chuẩn bị những biện pháp để giữ an toàn cho bản thân khi quay lại trường học. Các trường đã chuẩn bị các phương án để đón sinh viên từ các tỉnh thành khác đổ về học tập bằng các biện pháp đảm bảo an toàn. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh của Sài Gòn TV để cập nhật thông tin nóng hổi nhất trong ngày các bạn nhé!